Đây, xin chào các bạn. Thì các bạn có thể thấy được mình đang đứng ở bên trên cầu Mỹ Thuận hiện hữu đó, gọi là hay còn gọi là cầu Mỹ Thuận 1 á. Và bên dưới đây các bạn thấy được cái trụ tháp. Trụ tháp này chính là trụ tháp bên bờ tỉnh Vĩnh Long nha các bạn. Và bên bển là chính là trụ tháp bên bờ của tỉnh Tiền Giang. Đó chính là cầu Mỹ Thuận 2, dự án cầu Mỹ Thuận 2 nha các bạn. Đây em zoom các bạn thấy rõ. Đây thì trụ tháp bên bờ của tỉnh Vĩnh Long thì họ đã đúc được một khúc rồi nè. Lên được khá là nhiều đốt ở bên trên này nè. Lên được một đoạn rồi đó. Trụ tháp chính bên bờ của tỉnh Vĩnh Long nha các bạn. Đó. Và mình di chuyển qua bên đây thì các bạn có thể thấy được trụ tháp chính đó, bên bờ của tỉnh Tiền Giang đó, họ đã đúc lên khá là cao rồi nha các bạn. Đó, đúc lên khá là nhiều đốt và khá là cao rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ cùng xem ở bên trong. À, bên trong đây bên bờ của tỉnh Vĩnh Long nè, các bạn có thể quan sát thấy được cái hôm trước mình có chia sẻ dầm đúc hẳn cân bằng á đó. Dầm đúc hẳn cân bằng hai bên thì các bạn thấy được ở phía bên trong màn hình đó, điện thoại từ cái trụ hấp chính đó, xin lỗi, từ cái trụ trụ cột thì họ đúc cân bằng hai bên ra hai bên. Và bây giờ các bạn thấy là họ đã nối gần thấp liền với nhau nè đó. Như vậy người ta gọi là dầm đúc hẳn cân bằng hai bên là như thế. Họ sẽ đúc từ ở bên ngay tại vị trí của cái trụ cột, họ sẽ đúc hai bên dần 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 ra và nối tiếp giữa cột này và cột kia lại với nhau đó. Còn một đoạn này nè, họ đang dựng cái khung đỡ nè, giá đỡ nè để đúc. Còn cái đốt này nữa là sẽ nối tiếp được với cái cột bên đây nha các bạn. Đó, đó chính là dầm đúc hẳn cân bằng hai bên. Đó, đây là bên cái phía mà nhịp chính, dẫn ra nhịp chính nè, bên phía địa phận của tỉnh Vĩnh Long nha các bạn. Đó, và bên phía bên dưới đó chính là đường dẫn của bên cầu Mỹ Thuận 2 bên phía của tỉnh Vĩnh Long. Và phía xa xa các bạn có thể quan sát được thấy được mố cầu của Mỹ Thuận 2 bên bờ của tỉnh Vĩnh Long. Và tiếp theo đó chính là điểm đầu của cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ để mà đổ về Cần Thơ nha các bạn. Đó. Và mình nhìn bên đây thì mình có thể thấy được phía bên của tỉnh Tiền Giang. Phía bên tỉnh Tiền Giang thì họ vẫn đang thi công trụ tháp chính và đang thi công bên phần bên trong cái dẫn vào bên trong mố cầu á. Hiện tại bên bờ của tỉnh Tiền Giang thì các bạn thấy được là tiến độ nó chậm hơn nhiều so với bên tỉnh Vĩnh Long đúng không nào? Đây là những chia sẻ của mình về dự án cao tốc, dự án cầu Mỹ Thuận 2 và hai đường dẫn. Và đây chính là trụ tháp chính bên bờ của tỉnh Vĩnh Long và bên bờ của tỉnh Tiền Giang nha các bạn. Nhớ bấm like và ủng hộ mình và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video mới nhất nha các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.